Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đang ngồi cùng với Hoa hậu Đinh Như Phương, Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022 và có cái cuộc trao đổi ngắn cùng với em. Xin chúc mừng Hoa hậu Đinh Như Phương đã trở thành Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022. Và cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào khi trở về thăm quê sau khi đăng quang ạ? Em chào chị, em cảm ơn câu hỏi của chị. Thì cảm xúc bây giờ của em là sự lẫn lộn giữa niềm vui hạnh phúc và sự hào hứng rất là nhiều. Tại vì nãy giờ thì cũng là theo lịch trình nên là em chưa được giao lưu hoặc là nói chuyện với người thân và bà con nhiều nên là em rất là tiếc. Và em cảm thấy rất là vinh hạnh tại vì em là cô hoa hậu đầu tiên của Quảng Bình thì được đón tiếp rất là nồng nhiệt thì em cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc. Vậy thì cảm xúc của bạn khi mà đăng quang thì như thế nào ạ? Mình thấy bạn khóc. Thật sự thì chia sẻ với chị một điều là lúc đó trong đầu em không nghĩ được gì hết. Chị trưởng ban tổ chức đem vương miện lên, em còn không biết vương miện nó như thế nào nữa. Lúc đó là em chỉ cảm giác rất là không tính vào sự thật thôi. Mình được biết là trong quá trình đi thi thì Đinh Như Phương được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vậy thì với cái sự ủng hộ đó thì Đinh Như Phương đã có cái sự quyết tâm như thế nào để giành chiến thắng trong cái cuộc thi này ạ? Đối với bản thân em thì em thấy em rất là may mắn. Tại vì bên cạnh sự ủng hộ từ gia đình, người thân và bạn bè thì em còn có sự ủng hộ của đông đảo ba con quê hương em. Mọi người luôn kêu gọi từng ngày, dù em rất là bận nhưng mà luôn cập nhật trên Facebook là mọi người vẫn kêu gọi và ủng hộ em, chia sẻ những cái hoạt động của em. Thì em cảm giác rất là tự hào và biết ơn mình được sinh ra ở đây quê hương Quảng Bình. Cũng chính vì sự ủng hộ đó đã tiếp thêm cho em sự nỗ lực và sức mạnh để em có thể chinh chiến trên đấu trường nhan sắc cấp quốc gia này. Đinh Như Phương được đánh giá ở cái màn ứng xử và sự thể hiện thông minh, khéo léo trong suốt hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022. Vậy thì mất nhiều thời gian để bạn rèn luyện những cái kỹ năng này không ạ? Dạ, nói về phần ứng xử của em thì em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, đến ba mẹ, những người đã dạy dỗ và chỉ dạy cho em. Thì phần thi ứng xử của em đó chính là kết quả của sự nỗ lực và học tập trong suốt quá trình em sinh ra và lớn lên. Bên cạnh đó thì cũng may mắn là trong cuộc thi em và 50 bạn thí sinh đã được bác sự học Dương Trung Quốc đã training về kỹ năng ứng xử và làm thế nào để truyền đạt giọng nói của mình đến cho người nghe. Thì em cảm giác rất là hạnh phúc và vinh dự khi mà lúc nào cũng được mọi người ủng hộ và yêu thương. Và cái màn ứng xử như mọi người nói thì đó chính là kết quả của sự nỗ lực của em. Trở thành Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022 đồng nghĩa với việc có thêm những trọng trách lớn trên vai. Vậy thì Đinh Như Phương đã chuẩn bị những gì để mà đón nhận cái vai trò lớn này của mình ạ? Dạ, thì điều đầu tiên đó chính là em phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe rồi và một tinh thần sẵn sàng làm việc. Như một câu nói em từng nghe được là muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Thì em đã chuẩn bị cho mình một tinh thần, ngoài cái nhan sắc và những cái kỹ năng thì thứ em phải cực kỳ chuẩn bị đó chính là trí thức về biển đảo quê hương, về lịch sử, về danh lam thắng cảnh của đất nước. Thì những thứ đó sẽ giúp em trong cái quá trình em đương nhiệm thì em sẽ thực hiện những dự án cộng đồng và truyền tải những thông điệp tích cực. Em không quên nơi mình sinh ra là Quảng Bình. Thì bên cạnh những cái dự án hay là hoạt động để quảng bá hay những biển đảo quê hương thì em cũng sẽ về đấy và quảng bá du lịch Quảng Bình, tại vì quê mình quá đẹp, nếu mà không có ai biết đến, không ai giới thiệu thì quá là uổng phí. Là người con của di sản, là người con của quê hương Quảng Bình thì trong cái thời gian tới thì bạn sẽ có những cái dự định gì để tiếp tục phát huy được cái vai trò của Hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022, tiếp thêm ngọn lửa cho tất cả các bạn trẻ trong việc giữ gìn và phát huy cái vẻ đẹp của biển đảo quê hương ạ? Dạ, thì Quảng Bình mình có chiều dài chỉ 120 km, nhưng mà đường bờ biển lại lên tới 116 km. Và bên cạnh đó có rất nhiều bãi biển và danh lam thắng cảnh rất đẹp. Giống như bây giờ đây em đang đứng ở dưới phòng nhà kẻ bang, một cái quán thiên nhiên thế giới. Thì em cảm giác rất là hạnh phúc và vinh hạnh. Chắc chắn em sẽ nỗ lực hết mình cải thiện thống hương bản thân. Và bên cạnh đó thì sẽ kêu gọi nhiều sự giúp đỡ, có thể là từ mạnh thường quân, từ cả doanh nghiệp để có thể về đây thực hiện những cái dự án thiện nguyện cộng đồng và quảng bá về du lịch Quảng Bình nhiều hơn. Em muốn nói với các bạn trẻ rằng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả chúng ta, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Vì vậy chúng ta phải chung tay góp sức bảo vệ biển đảo quê hương và vì một nền du lịch phát triển xanh sạch đẹp và bền vững. Cảm ơn Đinh Như Phương gọi là có những chia sẻ trên cái vai trò mới là tân hoa hậu biển đảo Việt Nam năm 2022. Chúc bạn sẽ có một cái chặng đường thành công ạ.